Mình mãi tự hào là mình là ông vua. Khi mình làm dân thường chắc mình khổ lắm. Mình không thấy vui quá khi mình được tôn trọng, mà mình không thấy buồn quá khi mình bị khi dễ. Tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời, mình sẽ ứng xử một cách hết sức bình tĩnh. Tất cả những điều gì mà xảy ra thì sau cùng mình phải cảm ơn cái điều đó. Phải trải qua 1001 kiếp nạn thì mới đi đến một cái điều đơn giản. Chưa đủ cái sự thất bại, chưa đủ sự thành công để hiểu cái giá trị của cái sự yên bình. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ trong chương trình Chuyện của Sao, và cùng những ngôi sao là tiếp tục những câu chuyện của mình. Mới nhấn mạnh chữ tiếp tục bởi vì như quý vị đã biết, sẽ có dịp những ngôi sao trở lại với chúng ta để tiếp tục câu chuyện giang dở lần trước hoặc những câu chuyện chưa được kể. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón trở lại một nhân vật rất là thú vị. Thanh Bạch là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất mà thị trường giải trí Việt Nam có được. Suốt hàng chục năm bền bỉ trên sân khấu, trong vai trò một nghệ sĩ sân khấu hay một người dẫn chương trình, anh luôn tạo được một sức hút đặc biệt bằng phong cách riêng biệt của mình. Với một nguồn năng lượng tràn trề, dường như chưa bao giờ vơi cạn. Nhưng từng ấy năm sống trong showbiz, là từng ấy thời gian Thanh Bạch phải sống chung với những thị phi xung quanh cuộc sống riêng của mình. Một người lúc nào xuất hiện cũng mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng lại mang trong lòng vô số nỗi buồn và biết bao dằn vặt. Trong Chuyện của Sao kỳ này, Thanh Bạch sẽ chia sẻ về những ngày sóng gió nhất của mình và cách anh vượt qua những biến cố riêng tư để vẫn giữ được hình ảnh và nụ cười của mình trên sân khấu trước những khán giả thân yêu của mình. Xin quý vị cùng chào đón trở lại với chương trình nghệ sĩ Thanh Bạch. Chào Thanh Bạch. Thưa quý vị, điều ngạc nhiên đầu tiên mà Thanh Bạch tiếp xúc với anh Minh Đức đó là Bạch tưởng đâu là em của anh Minh Đức. Bởi vì hồi xưa khác, hồi năm ngoái mới thì thôi, bụng to hơn, mặt thịt hơn, nhiều mỡ hơn. Bây giờ gọn gàng, bom chuẩn và trẻ ra hẳn ít nhất cũng 5-10 tuổi. Có một cái gì đó mà tinh thần rất là sảng khoái, chẳng hạn như tình yêu chẳng hạn. Đây, nếu mà nói là tinh thần sảng khoái thì mình nghĩ không phải chỉ mình, tất cả chúng ta đều phải học tập anh Thanh Bạch. Anh ấy giữ được cái khí chất trẻ trung của mình bền vững theo năm tháng, theo thời gian. Xin cảm ơn anh vì đã khen Minh Đức là giảm cân và trẻ. Tại sao mà mình quay bao nhiêu số Chuyện của Sao từ ngày giảm cân mà không ai khen, hôm nay được biết anh Thanh Bạch khen. Cảm ơn anh một lần nữa. Đấy, gặp anh Bạch là phải vui như thế. Có một lần trong một buổi trò chuyện với Minh Đức, anh Bạch có kể một câu chuyện ngụ ngôn về một cái con khỉ nó bị thương, và những con khỉ khác để bày tỏ cái sự thương mến, thương xót thì cứ đến đó để hỏi thăm nó, và cứ mỗi một lần hỏi thăm thì lại lật xem cái vết thương ấy nó như thế nào. Cuối cùng là thay vì là thương mến và làm cho vết thương ấy nó mau lành thì vết thương ấy nó cứ bị khoét rộng quá rộng ra, và con khỉ đó nó bị hoại tử và nó chết. Thì câu chuyện đấy chắc mọi người chỉ nghe kể thôi là sẽ biết là nó nói về cái điều gì trong đời sống của chúng ta. Vậy thì sẽ có lúc nó vận vào ai đó trong chúng ta, có thể là hoặc Minh Đức, có thể là cả anh Thanh Bạch. Và chắc mọi người cũng đã biết, anh còn nhớ trong những ngày vừa qua khi mà rất nhiều người xung quanh anh chỉ tìm cách xem lại cái vết thương ấy trong lòng anh đã sống qua những ngày đấy như thế nào? Tất cả những điều gì mà xảy ra thì sau cái hạn của cái năm tuổi Kỷ Hợi vừa qua. Là năm tuổi. Cho nên là tất cả những mà cái hạn mà của 60 năm cuộc đời, nhạc sĩ Y Vân đã viết rồi đó. 60 năm cuộc đời mới là cuộc đời thật. Còn cuộc đời còn lại nữa là cuộc đời để mình phiêu diêu, để mình thưởng thức cuộc sống, để mình chia sẻ kinh nghiệm cho giới trẻ, cho những người bạn. Tự nhiên Bạch có cảm nhận rằng khi Bạch nhìn thấy anh một phiên bản mới, là thật ra trong người Bạch đã là một con người mới. Bởi vì tất cả những năng lượng của mình trao truyền cho nhau nó đều không mất đi. Thậm chí một cái suy nghĩ của mình được đưa vào trong không gian, nó vẫn có một cái cầu vòng quay trở lại. Còn mình sử dụng bằng lòng thù hận thì một cái thù hận đó mình sẽ ghim và mình trả thù gấp vạn lần. Còn nếu như mình biết xây chuyển đó là một cái lòng vị tha và một tình thương, thì những người nào không yêu, không hiểu, ghét và nói xấu cái gì đơm đặc tùm lum tùm la, thì người đó mình sẽ xoay bằng cái tình thương. Và vì không hiểu, vì chưa hiểu hết, vì chưa hiểu đúng, thì cái người đó đáng giận hay là đáng thương. Cho nên thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để lắng lòng lại, để rồi một ngày nào kia những người đã từng làm cho mình đau, từng mình khổ, và họ gặp mình chỉ cần ánh mắt đầy nhân điện của tình yêu thương, chứ không cần phải một lời xin lỗi, thì tất cả những điều đó nó được xóa. Bởi vì mỗi một người cần tự tha thứ, bắt đầu từ cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ của mình sẽ ổn, sẽ tốt khi mình bình ở trong tâm và cái tim mình yên, thì cái mầm yêu thương nó mới có cơ hội
mọc lên. Và tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời thì tất cả những điều đó mình phải ứng xử một cách hết sức bình tĩnh. Chúng ta biết là cuộc sống thì nếu mà nó cứ phẳng lặng, nó cái mà chứ chắc mọi người đã thích. Nó phải có thế này, nó phải có thế kia, nó phải có sóng gió, phải có dữ dội, phải có những câu chuyện để mà lúc mỗi lúc chúng ta nhớ lại nó, chúng ta liên tưởng đến một câu chuyện ngụ ngôn nào đấy. Như không, câu thật chuyện ra thì này. Không phải là mình thích sóng gió. Nhưng mà tất cả những điều kiện để xảy ra một câu chuyện gì đó, nó cũng giống như có bão á, thì áp thấp nhiệt đới, mọi thứ nó đã báo trước rồi. Mưa nhiều nhân dân thì bắt đầu giông bão kéo tới, nhưng có khi âm một cái là xảy ra ngay. Thì cũng tùy theo thời tiết. Với lại chúng ta biết là tất nhiên không ai muốn sống như giông bão, không ai muốn có lũ lụt. Nhưng mà lũ lụt vấn đề là sao nó cây cối nó mới tốt tươi đúng không? Mình không có hận vì bão. Mình không hận, hận sóng thần tại sao nguyên cái biệt thự của tôi đi xuống biển hết. Nhưng mà cái đó, tất cả những điều gì mà xảy ra thì sau cùng mình phải cảm ơn cái điều đó. Nếu không có điều đó mình sẽ không phải là mình ở một cái phiên bản khác. Còn nếu như mình mãi tự hào là mình là ông vua thì khi mình làm dân thường chắc mình khổ lắm. Còn bây giờ mình làm người ăn xin hoặc là cái người thấp nhất trong xã hội mà mình cũng cảm thấy vui, thì khi mình không thấy vui quá khi mình được tôn trọng mà mình không thấy buồn quá khi mình bị khi dễ. Và tất cả những điều đó thật ra con người ta chia ra tầng lớp này tầng lớp kia, cũng như hoa cũng bị chia rẽ. Hoa thì có tên thì được quý, thì được bán đắt và trong siêu thị, còn hoa không tên thì lề đường, ai muốn đạp thì đạp. Nhưng cái hoa kia, cái hoa lề đường mà nếu mình quý nó, mình tôn trọng nó. Nghe anh kể thì rất là thuyết phục, và chắc là nhiều người có thể là cũng muốn đạt đến một cái cảnh giới như thế. Thế nhưng mà khi mà mình đã có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện như thế, thì có khi nào anh thử cắt nghĩa rằng là cái khoảnh khắc mong manh nhất để từ cái lòng yêu thương nó chuyển thành thù hận, nó sẽ xảy ra khi nào? À, kể cả giữa những người yêu thương nhau nhất, người ta đã tưởng rằng những người này sinh ra để thuộc về nhau, họ đẹp đôi thế cơ mà, họ yêu thương nhau thế cơ mà. Thế vậy thì những cái khoảnh khắc nào hay những cái yếu tố nào nó có thể biến cái khoảnh khắc yêu thương đấy nó trở thành thù hận? Anh có nhận ra những cái khoảnh khắc đấy nó đã diễn ra như thế nào? Thường thì con người ta mà yêu thương nhau là đầu tiên là hợp nhau ở những cái lớn, cái tổng thể. Nhưng mà con người ta thường xa nhau là bởi vì những cái va chạm rất là nhỏ nhặt, chi tiết. Đàn ông là nhìn cái lớn, còn phụ nữ là nhìn chi tiết. Cho nên đàn ông và phụ nữ gặp nhau để nó thành một khối hoàn hảo. Tức là một người thì nhìn chiến lược ở tầm xa, tầm lớn, còn một người thì sách lược từng phút từng giây phải giải quyết như thế nào. Cho nên cái gì giống nhau và có cái gì đó nó thu hút được với nhau, và khi ở bên cạnh cảm thấy yên, cảm thấy ổn, đúng chưa? Và nhiều cái mô đun, một cái thì nhọn, một cái thì tròn, làm sao gắn lại với nhau. Nhưng trong thực tế nó một có một cái sự gắn kết nào đó về tinh thần chẳng hạn, thì tất cả những cái điều vật chất ở ngoài, giống như một ông chồng cực kỳ đẹp trai, một bà vợ thì cực kỳ ghê gớm, nhưng mà họ lại rất là không bỏ nhau được. Hoặc là ngược lại, một bà vợ rất là đẹp, một ông chồng thì mình nhìn thấy không có cái gọi là cái gì liên quan với nhau. Nhưng mà như vậy mới là cuộc sống. Đấy, như vậy mới là cuộc sống. Anh Thanh Bạch nói câu đấy thì mình đứng hẳn là nhiều người cũng rất là tán đồng. Trong bất kỳ người nào tiếp xúc với mình thì có những điều Phật ý. Em ơi, cho anh một cái ly nước suối nha. Thì 1, 2, 3, 4, 5 chờ mãi đem lại lon coca. Thế không lẽ mình đùng đùng nổi giận à? Cũng được. Nhưng mà trong túi bà thì có một cái gương để nhìn cái mặt mình. Ôi thôi gớm rồi, được rồi, anh cảm ơn em. Thì nếu còn những cái chuyện lớn hơn, hợp đồng, tiền này kia, căng thẳng hơn, không trả, đòi 5-7 lần rồi hẹn họ, thì tất cả khi mà cái cơn giận đó nó xảy đến, mình hãy đông đá con người mình lại. Không có phản ứng gì về thần thể, không phản ứng về tâm hồn, không chống trả gì hết. Và mình tưởng tượng là mình thoát xác bay lên một đỉnh núi cao. Trên đó hoa nở cực đẹp, mây thì bay sát trên ngọn núi, rồi rất nhiều những đàn bướm, đàn chim hót vui đùa. Mở mắt ra, mình cảm thấy người ta khó khăn đến mức người ta phải bán rẻ nhân phẩm của mình để cái giá ở giá rẻ nhất như thế, thì đáng thương gấp vạn lần, giận làm chi. Và trút một cơn giận rồi. Nhưng muốn làm được điều đó, như anh Đức nói rất là đúng, phải trải qua 1001 kiếp nạn thì mới đi đến một cái điều đơn giản. Chứ khi bây giờ các bạn trẻ nghe thì thấy cũng hay, thấy cũng vui, nhưng mà làm không thể đâu. Đấy, tức là cũng dễ hiểu hơn là để có thể đạt đến cái điều là như anh nói dễ chấp nhận và có thể là tha thứ, có thể nhìn bằng một cái con mắt nó bao dung hơn để mình có thể bỏ qua, thì trước đó hẳn chúng ta cũng từng phải trải qua những khoảnh khắc nó cũng giống như cái người đã từng có nhiều cái hận thù, cái căm ghét đối với mình. Tức là cũng phải trải qua bao nhiêu cơn giận để mới có thể đạt đến cái đấy. Thì
anh đã vượt qua những cơn giận trước đây như thế nào, và hoặc là anh có thể cắt nghĩa là tại sao ở những cái thời điểm đó mình lại có thể có những cơn giận dữ như vậy, để đến bây giờ mình bao nhiêu năm sau mình mới tìm được cái sự cân bằng đấy. Thật ra mình sống ở thế giới hai nền văn hóa Đông Tây. Người phương Tây họ quan niệm rằng nếu mình ém cái giận lại thì nó nguy hiểm hơn, nó sinh bệnh, cho nên mình phải trút cái giận đó đi. Nhưng mà họ trút giận họ có thể là họ ra họ chửi cái hòn núi kia, họ chửi cái biển cả kia để không làm tổn thương cái người đối diện, nhưng mà phải trút ra. Còn riêng về nếu mình theo triết lý phương Đông á, thì mình phải biến nó xoay thành cái lòng vị tha, để rồi nó sẽ tan ra, chứ nó không tụ lại, nó tích lại thành cái giận đó. Thì mình cũng áp dụng theo kiểu phương Tây, rồi cái trút giận đó mình không nén được, mình trút giận thẳng ở trong mặt luôn. Rồi một người bạn có thể là rất là thân, rất là nhiều năm, đùng một cái sau một cơn giận và không nhìn mặt nhau, thì những cái mất mát những điều đó. Nhưng mà cái điều này nếu Thanh Bạch nói là năm 30 tuổi thì là Thanh Bạch nói dốc, là bởi vì mình chưa đủ cái sự thất bại, chưa đủ sự thành công để hiểu cái giá trị của cái sự yên bình. Rồi khi cái tuổi 60 đi qua rồi thì mình may quá, mình cũng đã ý thức được cái chuyện đó ngay từ lúc 30, thì mới còn được cái bề ngoài coi cũng được, tâm hồn cũng không bị tàn tật, không có oán ghét, oán hận. Thì tất cả những giai đoạn đó nó đã qua rồi, thì bây giờ mình cũng phiên bản mới. Và bây giờ mình lại có cháu nội, một cái mầm non mà nó cũng nổi giận vì cái chuyện nó không được món đồ chơi đấy. Nhưng mà con bé đó nó lại được mình huấn luyện, làm sao thì nó không được thì thôi, để lần khác, để lần sau kiếm cái khác. Thì tự nó theo một cái đường đi mà mình nó chưa biết nói, cho nên mình đâu có giải thích gì được. Nhưng mà mình làm hành động cho nó thấy ở chơi cái này không được, cái đó no. Cái mình lấy một cái khác lên ngay bàn tay của mình nè, bây giờ con làm con cua chứ không nổi nè. Thì nó theo cái trò chơi mới, và nó từ dần dần để tự nó hiểu rằng không phải muốn là được mới là hạnh phúc, mà muốn mà không được tìm cái khác tương tự cũng vui vậy. Anh kể về thế hệ hậu sinh của mình một cái rất là say mê. Thì chúng ta cũng biết là một người thì người ta có thể thay đổi trong rất nhiều năm tháng. Có thể có những người độc thân lập gia đình đã là một lần thay đổi này, rồi có con lại là một sự thay đổi nữa. Thì cái việc trở thành ông nội đó, có một đứa cháu nội, nó thay đổi con người anh như thế nào? Hồi xưa mình có con mình nghĩ là niềm hạnh phúc lớn nhất, không có gì lớn hơn. Tại vì mình chơi với nó, mình vui với nó, nhưng mà lúc đó thì rất là bận rộn. Còn bây giờ ông nội nếu mà làm công chức thì về hưu rồi, 62 rồi, thì cho nên là thì bây giờ đó có kinh nghiệm tình thương về đứa con trai của mình, thì khi bây giờ đối với ông nội mà thương cháu nó gấp trăm lần anh ơi. Và ngược lại cái tình thương của nó biến bạch hoàn toàn thành người khác, một người khác ở cái chỗ là fresh, tươi, mới. Một ngày thức dậy là cứ mong gặp, mong chờ, nó cũng đợi mình. Trước khi đi ngủ nó phải đòi FaceTime, thấy mặt ông nội đã. Ông nội, nói được có một tiếng không à. Bắt FaceTime lên, bắt cỡ, cười, cái coi, mi gió đi, chú mỏ. Và tất cả những điều đó, cái người mà nó thương, nó quý lắm, nó mới nghe lời. Thì tất cả những điều đó, mình có một giấc ngủ ngon vì có mình thiên thần giữa đời thường. Và cái điều đó cũng tập cho nó xa, chứ không phải mình gần hoài thì không được. Tập cho nó xa, để rồi cái cảm xúc nó gặp lại, nó thay đổi, nó gặp mình, nó mỗi ngày thì nó nhào tới, còn nó gặp tới xa cái nó bẽn lẽn, nó coi cái thái độ mà con bé đó nó đọc ngôn ngữ không lời kinh khủng khiếp. À đấy, nhất là đứa trẻ con nào mà có được một người ông như Thanh Bạch hẳn là rất là lý tưởng. Người ông có thể làm được tất cả những gì mà tất cả những người ông trên đời này đều muốn. Dạ không, Bạch chia sẻ điều đó. Tất cả những đứa bé trong chung cư nó đều tập hợp lại hết. Cho nên là ông là ông chung luôn á. Nó vẫn giúp cho tâm hồn của mình được tốt. Vâng, đấy, thấy chưa? Những câu chuyện với anh Thanh Bạch thì không bao giờ thiếu sự thú vị hết. Và hy vọng anh sẽ lại có dịp quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện thú vị này. Bởi vì như anh Bạch đã nói đấy, anh mỗi một lần gặp anh là một cái phiên bản mới của anh. Nhất là khi mà người ta đã bước qua cái ngưỡng rất quan trọng của đời là tròn một hoa giáp 60, để có thể thoải mái chia sẻ những trải nghiệm sống với quý vị. Xin cảm ơn anh Thanh Bạch đã trở lại với chuyện của Sao trong câu chuyện rất thú vị lần này. Xin chúc anh lúc nào cũng tươi mới, và lúc nào cũng luôn luôn tái sinh trong những cái phiên bản thú vị của cuộc đời của mình. Chúc anh mạnh khỏe và liên tục có thêm những thành công nữa. Và cảm ơn anh một lần nữa đã khen Minh Đức trẻ. Và đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Minh Đức và nghệ sĩ Thanh Bạch xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.